Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc liên quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Mọi người đến với kênh của mình trong ngày hôm nay. Ok anh em, thì anh em có thể thấy là hiện tại bây giờ xung quanh mình rất là nhiều đồ cưới. Đấy, thì ngày hôm nay là hai đứa bọn mình sẽ đi thử đồ cưới. Đấy, thì đồ cưới quan điểm của mình rất là rõ ràng. Đây, đây là hai bộ đồ mà được thiết kế riêng cho hai đứa bọn mình. À, nhìn đẹp không? Đó, tên của cô Ngân sẽ ở đây, tên của mình sẽ ở đây, hợp lý. Và sau đó thì mình sẽ đội cái này. Đó. Đấy, bắt đầu là mình nhảy TikTok này. 1, 2, 3. Maria, Maria, Mama Maria. Đó, thấy không? Hợp lý không? Đó, đội, đội. Hình như cái này của phụ nữ em ạ. Nhầm rồi, nhầm cái rồi. Toan rồi. Vô, cắt, cắt, cắt. Giờ đi thử đồ, đồ cưới này. Ok mọi người, thì hiện tại bây giờ là cô Ngân đang thay áo dài trước. Thế cho nên là tôi phải chui ra đây rồi tiện thể tôi quay cho anh em coi mấy bộ. Bữa sau anh em nào mà đi làm đám cưới á, thì anh em chui vô, anh em vô đây. Anh em gọi là anh em có bộ váy cưới cho nó đẹp này. Đó, thấy không? Bộ này bộ màu đỏ, bộ này là bộ màu xanh. Nhưng mà đây là hai bộ nữ. Đấy, anh em nào mà BD thì có quyền là mặc cái bộ đồ mà gọi là nữ đây nhá. Còn không thì để các bạn nữ mặc, thì anh em mình mặc làm cái gì. Đấy. Ok mọi người, thì mình cũng vừa mới mặc đồ xong. Mọi người thấy hợp lý không? Hợp lý không? Các bạn là mình thì mình đẹp trai rồi. Quá chuẩn luôn. Các bạn mình thì mình đẹp trai. Cái chỗ người ta đang khoe đẹp không mọi người? Đi búc. Sắp có vợ rồi. Tôi sắp có vợ rồi. Được không ạ? Nhìn tới được không cậu? Cậu nhìn xem phát, nhìn lại xem phát tới được không? Đấy, nhìn, nhìn, nhìn từ từ. Để lấy hết toàn cảnh này đó. Xích xích lui đấy, xích lui đấy. Nó đây sẽ là bộ đồ đám hỏi. Theo tên ở dưới cái tài này đẹp này. Theo tên là phải theo ở đây, giống kiểu nhân viên phục vụ quán ăn nhà hàng, hiểu không? Đó, đó thấy chưa, chị ấy chị bảo là theo trên ngực cho đẹp kìa. Giống kiểu phục vụ quán ăn nhà hàng ấy, hiểu không? Đó. Hợp lý. Ui đẹp trai thế nhở. Em chưa coi mẫu. Ở nhà bưng quả. Dạ đúng rồi, bún nè. Áo dài bưng quả nữa hả? Chụp hình không? Chụp hình không? Kêu lên. Đùa đấy. Đây là sau khi bọn mình đã đội mấy cái củ lồng đèn trên đầu này. Cái này người ta gọi là cái... Cái này gọi là cái gì chị ha? Em kêu anh... Bấm. Cái mấn hả? Chị còn gọi là khăn đóng em. Cái... Khăn đóng. Ừ, đúng rồi, cái đó đó. Anh nói là cái đó đó. Còn đó, đẹp không? Thì mình đội cái này gọi là mấn bắt. Khi mà em cưới á, thì mình sẽ đội cái đó. Đeo đeo thử cái kia rồi. Đeo cái nào to to ấy chị. Cái này đường này, cái này đường này. Tại vì nếu mà cao quá thì sẽ không bị dìm chút rễ, nên đeo ngắn ngắn thôi. Không, cơ bản là chị chỉ cần hạ cái đôi này giày. Phân à, đôi giày của em chứ. Cái gì? Ui. Vừa phải phải thôi, chị hạ cái đôi giày này xuống này chị. Đó. Đó. Đeo guốc luôn hả? Thôi đi đôi này, đi đôi này đỡ đâu chân. Đi bữa mua đôi giống này này. Đó. Để ít bữa anh mặc giày độn. Đẹp không? Được vào lời nhở. Chụp tấm hình nào. Đó, đây là váy cưới mọi người. Chị tư vấn cho em một cái váy cưới nào mà rẻ nhất đấy. Chứ em thì em không có tiền. Không có tiền. Thì đúng rồi. Giàu đâu ra là giàu. Cái gì lưới gì? Ui, lấp lánh luôn. Sợ thế nhỉ? Ok, sau một thời gian gọi là thử sắp mặt lên thì bây giờ mình lại phải đợi. Đợi cho cô dâu thử váy cô dâu mọi người. Đấy. Bây giờ sẽ tới phần cô dâu thử váy. Ui đâu rồi?
Trời ơi, đẹp không vậy? Ủa sao vẫn lùn đấy? Mang giày vô cho cao. Éo ơi. À, mặc trùng kia nó mới xịn. Đây. À, sao anh mặc cái này, em mặc cái này. Ừ. Ok chưa? Cũng được. Được chưa? Ừ. Đẹp không? Cũng đi. Đây là váy cưới đó hả? Ừ. Sao không có loại nào khác à? Không biết mình sao. Cười gì? Đẹp không? Quay cái coi. Quay lại đây. Quay lại đây. Ừ, mặc cái nó xì đó đấy nè. Vậy mặc cái này nữa hả? Không. Sao phiền phức đấy. Con gái là chú phiền phức rồi. Bị em chỉnh cho nó biết bị em sao ấy. Này hả? Rồi, đẹp rồi. Mặc vào để xem nó xòe nào nào. Rồi, thả xuống. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Tu tá mà ơi. Ui dồi. Cười coi. À, đẹp phết. Em là cô dâu của thằng nào đấy? Được phết. Anh cô dâu em đẹp không anh? Đẹp chứ. Đúng rồi, cô dâu em thì phải đẹp đẹp rồi. Này vui phết nhở? Nhìn nó vui vui thế nào? Nó mới xòe ra như công chúa vậy. Em xin lên lên la để cho nó gặp thêm vương miệng cả. Ui vương niệm nè. Đây đây, đeo vô nè. Uầy. Tại sao lại phải có vương niệm này hả chị? Không, đây đâu phải vương niệm công chúa. Đây là vương niệm của bà chàng mà. Đây là vương niệm của bà chàng mà. Cái này em cưới về là cưới phù thủy về, em đâu cưới ấy đâu. Ai nói á, tôn thờ vợ thì là bất tử được em. Đúng rồi, đặt vợ trên đầu là trường sinh bất tử. Đấy là câu gọi là cốt cán của em đấy. Bịt cái này lại. Cái này này. Đúng không. Nói sao vậy anh? Nếu mà bịt cái này lại tới khi đó thì cho em một cái con trắng chưa? À ok chị. Hề luôn, nhìn cô Ngân mặc cái này cứ tưởng vợ thằng nào, không phải vợ mình. Không, đúng rồi, đẹp quá chị. Em thay vest luôn đi để đứng với em cho đẹp. À ok. Đây chị lấy vest cho. Em chụp hình rồi. Này, xích ra coi, cái bút tập vơ. Chụp hình đi. Không bị đập hả? Chụp đây mà, chụp hình đi mà. Này. Đẹp mà. Sao chụp được? Chụp mà, chụp đi. Cô dâu chụp đi, cô dâu. Cái gì? Đây nè. Ghê quá à. Đẹp mà. Đó. Đi ra đi. Ừ. Ok, đẹp chưa em? Đẹp quá. Được chưa? Cái này mà mặc cái quần này thì hơi rộng với em một xíu. Nhưng mà em thấy em đẹp trai mà. Cơ bản là do em đẹp trai nên em nghĩ là em mặc thế này thôi. Nhưng mà phải công nhận là cái dáng vest này nó nhìn nó đẹp thật. Tại vì thiết kế cả tháng mới xong một bộ mà em. Uầy, được à. Ê, vô chụp hình cưới kìa. Này đúng không? Đây, sau khi hai đứa bọn mình mặc xong đồ cưới thì nó sẽ như thế này. Và chắc là phải ăn thêm mọi người. Hơi gầy. Hơi thôi, chưa gầy đâu. Nhưng mà công nhận nhìn đẹp trai thật. Nhỏ lớn lần đầu tiên mặc vest ai vậy là lúc mình cưới vợ. Biết vậy trước khi mà cưới vợ mặc thêm chục bộ vest là bây giờ hay rồi. Em có thấy thế không? Chị sẽ cho em thêm mặc thêm không sao. Ủa là em cả đám cưới em chỉ được mặc một bộ này thôi đúng không? Đâu, đám cưới có mấy bộ á. Ví dụ như là rước dâu là mình mặc áo dài với lại cô dâu là của cô dâu chú rể này. Em mặc hai bộ là một ngày nhà trai một ngày nhà gái nữa. Là em phải mặc hai bộ chứ. Đấy, khi mà em mặc một bộ để chụp hình cưới nữa là ba bộ chứ. Có nhiều người họ bàn tiếp bàn là bộ khác. Đúng rồi, đến khi mà thay ra để đi chào khách là một thêm một bàn nữa, một bộ nữa. Vậy thì chị chuẩn bị cho em tầm chục bộ vest đi. Ok, chị okay. Thêm cho em một bộ nữa em thử nha. Vâng. Đẹp không? Đẹp không? Đây. Mình sắp phải lấy chồng. Lấy chồng đâu mà lấy chồng. Hãm trời vậy trời. Lần đầu tiên cưới vợ. Mát phết. Ôi, nghiêm túc này, nghiêm túc.
Này, để cái cái tạo dáng vô duyên thế nhỉ? Được không? Chụp hình, chụp hình. Chà. Công nhận. Hình như tôi chiều em quá nên em mơ đúng không? Đang đi. Nó đấm vào phát. Vui không em? Lần đầu được lấy chồng vui không? Cố gắng phần đầu lấy lần 2, lần 3 nhá. Cố gắng lấy thêm 2-3 thằng nữa nhá. Một mình anh. Cái gì đấy? Cái này là cái bếp đây. Đèn cảm ứng rồi chị. Để em nghịch phát. Thật ngu đền nha. Đền làm sao được mà đền. Úi trời ơi. Được rồi. Nháy này. Không phải cứ thấy đèn lên là quẩy đó bà ơi. Bình tĩnh. Đó. Chụp hình cưới. Thôi đừng có dê. Dê đâu dê. Sắp cưới tới nơi rồi còn dê. Cho con mèo cái coi. Thôi xong chưa? Xong chưa? Thì xong chưa? Xong chưa? Nhưng mà em xong chưa? Đủ chưa? Đủ rồi. Em mệt rồi. Thế thôi đừng có cưới. Phần đầu lấy thêm 2-3 thằng nữa nha. Ok mọi người, thì clip của mình chắc là cũng tới đây thôi. Và giây phút cuối này thì mình sẽ cho mọi người coi toàn cảnh của một cô Ngân xinh đẹp cửa cạnh đó. Ok, hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo nha. Nhớ bấm like, subscribe, tiện thể bật nút chuông nha mình nha mọi người. Bye bye.